Giờ hai anh em đi lấy đồ nghề, đi kiếm vài cái tre về để chống tan. Mà nghèo quá không có tiền mua cây chống tan. Xài cái cưa hoặc là cái dao ngắn thôi. Chứ em mà xài cái có cái cưa nhỏ kìa. Em xài cái dao dài nó vướng. Rồi. Đấy, có tay nè, có tay không? cái ngọn nhỏ thì bỏ đi. Được chưa? Đây được rồi. Đó. Rồi. Căn vậy thì hy vọng là căn như vậy thì mưa không bị động nước ha. Không bị sập. Nói, lần trước bị sập hết lần rồi. Lần này rút kinh nghiệm với sự ngu đi. Ánh mặt trời thì từ phía sau lưng mình đổi tới. Nói chung là mình nhìn cái hướng mặt trời là nó cũng che được cái hướng mặt trời đi. Cho nó đỡ bị nắng. Uống miếng nước chứ, phê lắm rồi. Tắm ở đây quá. Đây nước sâu nè, tắm được nè. Cái chỗ này nước sâu nè. Cường để cái thớt ở đàng hoàng nha Cường. Xong rồi bữa nay xài xong rồi mai đem về Sài Gòn luôn nha. Chơi. Cái này là cái này đem về trưng bày cũng được chứ bộ. Cái này là mỗi lần mà ăn ăn steak là nướng xong rồi là đem đại thải lên đây nè. Xong cái mình thái steak trên này đúng không? Ừ. Bày rau củ trên này. Rất là đây là công đoạn bào rất là công phu, chưa xui đứt tay bồ.
Cá hộp. Mì cá hộp. Mà bị Cường nó bỏ, nó không cho ăn trứng. Không biết mình bị gan nhiễm mỡ rồi nó sợ mình ăn trứng không có tốt cho gan. Hai hộp hả? Hai hộp. Hai hộp cá luôn. Hai người ăn đủ con hết hộp, không đủ lưỡi nữa. Ăn bốn muỗng mì. Má là màu. Rồi được rồi. Hết mồi luôn rồi. Cái ông nó xuống nó kéo tay hết mày. Mấy tẹo quá. Nhưng mà rồi, có gì ăn đó. Rồi. Rồi ok. Ủa cá còn nhóc luôn nè, mà hết mồi rồi. Được rồi. Chấm tương ớt. Chấm tương ớt. Vậy thôi. Cá suối. Có cá suối ăn. Rồi. Nhưng mà không nhiều, không đáng kể chứ mà. Nãy ra có anh Linh vô mà mình quên cái phim Linh về đây luôn. Anh Linh đã, anh Linh đã ủng hộ anh em món thịt trâu nướng. Đó, còn có một đây. Rồi, vô thử anh. Đớp miếng đi, anh Linh đớp miếng đi. Đi, đi, đi. Rồi, mở thằng thử miếng đi. Rồi. Sao lại gì món này đó được. Trâu nướng với trâu nhúng mẻ. Trường đớp thử miếng đi. Thử đúng không? Mà cái này nó vừa tới, nó đẹp, cái màu đẹp của anh hả? Thấy con này mới ngại chứ. Ừ, mình cũng có nè. Cảm thấy ngọt đúng không? Rất là ngọt. Ừ, bún đây, cho bún đây. Ừ. Ủa? Được khỏi đây khói quá. Phải ra rượu thôi. Anh xích qua đây nè. Anh Như Cường ha. Rồi tôi có chai nữa. Chạy tu đi cho chị Bình. Chú chú này.
Đây là có thêm đồng chí anh. Đây xịt nước đi, từ từ. Mấy anh em chơi chơi ngầu quá, đêm mới vô không? Thế em lên không Ngân? Ngân ngủ gì? Tính đắt ngủ sao? Giọng mắt. Giọng không có chỗ mắt nha. Hôm nay em qua chuồng trâu em ngủ. Mày vô đây mày ngủ, ba thằng Ngân cũng leo được mà. Tao cho mấy miếng hành ngò vô đây mấy anh. Bữa gặp mấy anh đang trâu. Bữa nay sao hình như trâu nó giận đâu rồi. Bữa trước anh đi anh thấy con đàn trâu trong này. Đúng rồi. Phải nhớ, phải nói một câu là phải nói một câu với anh nên đừng khóc ngàn. Một ké đó, một ké nhỏ uống hai người em trường đó, nhớ mình gặp nhau. Thế là bây giờ nữa thank you.